Em, bên đầu dây vẫn chưa bắt máy. Anh chắc không bao giờ quên được cái thời khắc đấy. Phía bên kia thì vẫn thuê bao. Quên em anh không thể nào quên đôi mắt ấy. Anh chỉ muốn hỏi han chút ít. Thực ra muốn nghe giọng em, muốn em nói dù là thúc thích. Anh đã cố gắng liên lạc nhưng kết quả thì vẫn bằng không. Có lẽ em đã theo cuộc tình và kỷ niệm rồi đi mất tích. Ừ, thì chắc là vậy rồi. Nhớ ngày mới biết còn tẹn thùng rồi lại ngồi. Rồi thân thêm chút nữa đều nhau đi khắp năm châu. Sau đó không còn một tin nhắn hỏi thăm nhau. Linh hồn rồi tại xác bay dần lên tám tầng mây. Vì con tim anh bể nát lanh quanh tìm đôi bàn tay. Anh chỉ ước những ngày trước con tim em nó vẫn vậy. Xin hãy đừng thay. Tìm đôi bàn tay anh chỉ ước những ngày trước con tim em nó vẫn vậy. Xin hãy nhận.